Hôm nay thì gia đình rảnh thì dẫn đi mall chơi cho mấy đứa con nó thích. Mall này cũng gần ở nhà. Đi con, đi. Bạn không? Eden. Ở đây mấy cái lottery là của Amazon. Thì bây giờ Amazon đó, nếu mình mua đó thì thay vì đưa mình tới nhà tận nhà thì nó có thể đưa tới mấy cái lottery này. Thì mình có thể tới đây xong rồi mình bỏ cái mật mã vô thì mình cái lock thì nó tự mở ra. Đây là cái tiệm Sears sắp sửa của phá sản rồi. Cái gì vậy? Và trong đây là cái chỗ mà chơi cho mấy đứa em bé đây. Athena với Alina thích chơi lắm. Đi vô, mấy chơi mới lên. Bỏ together đi, put it together. Okay, go. Is that a baby slide? Thường mùa hè này á, là tốt nhất là dẫn con đi vô mò đó để cho để chơi vừa có máy lạnh mà tụi nó thích lắm. Không lên làm lại đi. Sợ cái nhà xuống. Biết chơi. Chơi chơi nè. Eden. Eden. Chưa biết tụt lắm. Những cái mới tụt chổng đầu xuống luôn. Thương quá. Đi chơi đi con.
số quá trời rồi. Ê nè. Bà bá, chơi vui không? Đi chơi với chị hai đi. Nằm ngay đơ vậy? The water down there. Oh, whose water is that? That's hers? Okay. Don't take it, it's hers, okay? Leave it there. Nào, đợi con. Đây, mấy đứa con mới vừa nói đi chút xíu à, là đòi khát nước nè. Phải mua được cái ly này đây. Cái ly này là sinh tố dâu đây. Dâu với chuối này tụi nó thích lắm. À, cũng rẻ lắm, có 6 đồng 25 cent à. Tối là nãy chơi giờ mệt rồi, nên giờ là nước rồi nha. Uống dữ lắm, thích đi lắm. Ngon con. Ừ, ok, đi, mami đâu? Mami đi nhanh rồi. Hả? Uống nữa hả? Uống nhiều vậy. Rồi, được rồi, đi tìm mami đi. Bây giờ chừng đổ đó. Đây là tiệm đồ Disney. Có chỗ để không vậy? Dạ. Nói nhưng mà để đây thôi, để cho ai đi phá. Lạnh quá. Cái này cái lỗ xe nhỏ quá. Đi con. Đây toàn là đồ Disney không? Đồ thật của nó giá thì rất là cao. Cứ tỉ cái đồ hình Lego này thôi nha. Coi thử cái này coi nha. Cái này không là nó bán là 29 đồng 95 cent đó. Chỉ như đây thôi. Cái ly nước này hết là 12 đồng 95 cent. Your favorite princess? Where? Which one is it? Is it Mona? No. I like you. Bà bá cái gì chứ? Bà cái con nó con gì vậy Lina? Con cat. Con cat ở tiếng Việt Nam kia bằng con gì? Con mèo. Con mèo. Con mèo nó say hi với con đó hả? Mình chưa đi qua chỗ Best Buy. Đúng không? Chưa đi ngang. Chưa. Đi vào Best Buy à? Con nít mà vô chỗ này rồi là rất là thích luôn. Cái rất là nhiều đồ. Toàn là đồ chơi có phim hoạt hình đồ đầy đủ hết. So many stuffed animals. Come on, what? What is that? Is that a monster? It's an alien. It's an alien? It's down there. Yeah. Why is it right there? I don't know. Daddy, look. He said it's a monster. Oh, this is my
my favorite princess in the world. Who is that? Sleeping is that Belle? Beauty. Oh, Sleeping Beauty. Wait. Athena. This is my favorite. Athena. Let it go. Let it go. À, cái này không hẳn chỉ nít thích đâu quý vị, kể cả người 30 tuổi vẫn